cho phép điều động nhân sự từ bộ, tập đoàn nhà nước vào siêu ủy ban. Sáng nay, ngày 17 tháng 7, chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Thủ tướng nêu rõ, Ủy ban không thể là cơ quan quan liêu kiểu cũ, không thể là một cấp hành chính tạo gánh nặng cho doanh nghiệp. Thủ tướng nêu, trong kinh tế thị trường, thời cơ là quan trọng, do đó, Ủy ban cần trả lời nhanh, quyết đoán nhanh những vấn đề tập đoàn, tổng công ty xin ý kiến. Tại cuộc làm việc, một số tập đoàn, tổng công ty cho rằng, cần có cơ chế làm sao phân cấp mạnh hơn cho doanh nghiệp DN để ra quyết định kinh doanh kịp thời, không để bỏ lỡ cơ hội thị trường bởi chậm là thua. Người đứng đầu chính phủ cho biết, với quy mô lớn quản lý 2,3 triệu tỷ đồng, trong đó có 19 tập đoàn, tổng công ty, các doanh nghiệp trong Ủy ban Quản lý vốn nhà nước không chỉ lớn về vốn mà còn tham gia vào các cân đối lớn của nền kinh tế, đóng góp cho tăng trưởng GDP, tạo việc làm, nộp ngân sách nhà nước. Thủ tướng yêu cầu Ủy ban phải đổi mới cách làm, linh hoạt, sáng tạo, vận dụng tốt, đúng quy định của pháp luật trong xử lý các vấn đề cụ thể. Cần tạo mọi điều kiện phát triển, tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra thất thoát vốn, tài sản nhà nước trong quá trình hoạt động kinh doanh, quá trình sắp xếp cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, đồng thời phòng chống lợi ích nhóm, tham nhũng tiêu cực, lạm dụng chức vụ quyền hạn đối với các tập đoàn, tổng công ty, Thủ tướng nêu. Thủ tướng nhất trí về việc chính phủ, các bộ cần có cơ chế phân cấp mạnh hơn cho tập đoàn, tổng công ty trên cơ sở đề nghị của Ủy ban theo cơ chế, giao quyền phải đi liền với trách nhiệm. Tại cuộc làm việc, Thủ tướng đã có ý kiến chỉ đạo đối với các kiến nghị cụ thể của Ủy ban như vấn đề thu hút cán bộ, nhân lực có trình độ chuyên môn giỏi. Thủ tướng nhấn mạnh, vấn đề quan trọng là phải chọn con người tốt, cả đạo đức, tác phong, tinh thông chuyên môn nghiệp vụ, cho phép Ủy ban làm việc với các bộ trưởng để điều động nhân sự từ các bộ, ngành, thậm chí cả các tập đoàn, tổng công ty. An Linh, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.